Chào các bạn, Malaysia là quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo. Một trong những nơi du khách thường đến khi du lịch tới Malaysia là hang động Batu xinh đẹp, huyền bí, nằm giữa những dãy núi đá vôi thuộc ngoại vi thủ đô Kuala Lumpur. Đây là thánh địa của những tín đồ theo đạo Hindu. Điểm nổi bật nhất ở hang động Batu là bức tượng thần Murugan. Đây các bạn, là bức tượng cao nhất thế giới với chiều cao 42,7m. Nếu so với nhiều hang động khác trên thế giới thì Batu kém hẳn về cảnh quan thiên nhiên và quy mô. Tuy nhiên, điều đặc biệt khiến động này lôi kéo nhiều khách du lịch chính là những tác phẩm điêu khắc đồ sộ và tinh vi, từ những bậc cầu thang, cổng chào cho đến ngôi đền hay những vật trang trí đều do bàn tay tài hoa của những nhà điêu khắc người Ấn tạo nên. Ở đây có nhiều hang động lớn nhỏ khác nhau, trong đó phải kể đến đó là ba hang: hang thờ, hang triển lãm nghệ thuật và hang bảo tàng. Để lên thăm động hang thờ thì các bạn phải vượt qua 272 bậc thang lận nha các bạn. Ngoài ra các bạn còn có thể ghé tham quan hang tối. Hang tối nổi tiếng là nơi trú ngụ của hàng trăm nghìn con dơi với khoảng 2 km phủ đầy nhũ thạch và mang đá hàng nghìn năm tuổi. Vô cái hang này bạn phải mua vé nhé. Bên trong hang động được thắp sáng, bạn sẽ tìm thấy nhiều đền thờ Hindu được trang trí công phu, mang nhiều ý nghĩa huyền thoại gắn liền với cuộc sống người dân. Đây là quang cảnh nhìn từ trên cao xuống nè các bạn. Du khách đến Batu không chỉ tham quan những hang động mà xung quanh còn có những ngọn đồi đá vôi và vách đá hiểm trở, trở thành điểm leo núi đá tốt nhất Đông Nam Á. Động Batu là nơi diễn ra các nghi lễ Hindu của cộng đồng người Ấn Độ tại Malaysia hàng năm cứ độ giữa tháng Giêng và tháng 2 âm lịch. Nơi đây thu hút hàng nghìn du khách và các tín đồ đạo trên khắp thế giới về tham dự lễ hội Thai Pusam. Lễ hội này bày tỏ lòng thành kính với Đức Muguja, lễ hội quan trọng nhất của những người theo đạo Hindu. Còn bây giờ, Hồng Phượng xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp.